Tính ra bữa nay thì Thanh đi nhậu với mấy đồ đệ nè. Béo béo, chồng người béo. Em này anh Vương béo nha. Trò cưng của thầy Thanh, Trần Quốc Vương. Anh này anh Việt nè. Đó, trò cưng thầy Thanh. Đó, tiếp tục đây. Chào mọi người, bảo em. Bảo em. Sinh viên năm nhất của Đại học Sư phạm nè, con trai cưng thầy Thanh. Năm tới lên lớp 5. À, tối nay đi chơi với mọi người ha. Mình dùng cái món này là bò nướng nè. Thịt bò nướng ha. Phèo nướng nè. Với làm về lon bia nữa được rồi. Gặp cái không gian quán này mới mở lại nè. Mới sửa là đẹp ghê hồn. Vẫn là quán bò mò tơ ha. Việt, chào mọi người cái Việt. Hello mọi người. Bảo em. Chào mọi người đi. Ok. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Đây là điểm mì xào hấp dẫn ghê không? Rau xào.